cháu có bộ các mê chứ nhuận mang lòng quân lòng mương. Mới các bộ các mê cứ nhuận mang đeo ngỏ chương trình truyền hình thưởng mương của Đài Phát thanh cùng truyền hình tỉnh Hòa Bình, phát lên kênh VTV Trăm, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa các bộ các mê cứ nhuận mang, vào tương dịp thiết tỉnh Xuân Vê, y chủng nhớ nhau dân tộc khác, mòn mương là chuẩn bị tân thử đỡ đoàn thết cổ truyền. Có một lòng tân thử tạo trên kỷ nét riêng lòng văn hóa ăn ỏng ngay thết của mòn mương, niềng trình lát trao tỏng. Bắt đầu chiều mai, mới các bộ các mê kết nhuận mang tiêu tỉnh mở lung đồng đất Mương Pi huyện Tân Lạc để tìm hiểu về cách la trào tỏng ngay thết của mò bưng ni. Mương Pi, mối lòng như kẻ quân mướng hơ ở đất mướng Hòa Bình, nối thiện lòng cầu đắng, nhất bi, nhí vang, tam tháng, tử đúng. Ở đấy hơ, một mướng pi con rửa ba thiên nhiên, bao khủ, bao đứng, đỡ khủng. Cho này, cái nguồn lực thực phẩm của mỗi mướng, chẳng chỉ cỏ ló, cạo, hoa máu, đúc chiếm lũ bó cà củi lòng quân nhá, mà quán cỏ tán tràn phẩm bớ khủ, bớ đứng. Cũng bớ này, cơm keng ăn ỏng của mỗi mướng cũng đất đứ, phong phủ. Mỗi lòng như cái nét đặc sắc, lòng cái văn hóa cơm keng ăn ỏng của mỗi mướng bi, trắng thê, trắng đắng đỉnh, nảy lá văn hóa ráo đỏng. Ráo đỏ cũng lơ thánh cái thức ẩn chẳng thế thiểu lòng môi ô nhá của mỗi mướng khi cỏ khét điển chốn nhá hay lòng dịp lê thết vào ngáy hối hế. Ôi, cháu cải đó. Dạ, cải cháu uốn ạ. Tăng là chi là cải? Tăng nhạc hát cháu đếp là hao cần. Thế là thế năm non mới là đào tỏng á? Dạ, thế nó là đó, trong ngày dịp, ngày lê, ngày thết, quanh năm vẫn là hao cần, phục vụ dân tộc mường á. Thế là mình là đào tỏng đấy, với tròn cảo đấy nhau, thế là cải? Thứ nhất là chuông cáo ạ, mỗi ngày thì là toàn là dùng cái cáo lớn khe, cáo nghe, nhưng mà nhất thì là chẳng có nữa. Thì tôi mua cái cáo ngon bữa trơ, bởi vì là những hạt cáo tròn mà ngon là thơm, tí cho tao những bình hao cần, rất ngon và thơm ạ. Anh có nghĩa là khi mới là mình phải tròn cái lò mới cần lời, mình ớt bánh nát đấy. Xong mình tròn cái lúc na no một cái lò ngon đấy. Dạ, hay tròn những cái giống lò ngon, tí như là thơm những bình hao ạ. Thế ngoài cái cảo tròn cảo tha thì mình phải dùng những nguyên liệu chi nữa tới mà la rinh để tỏ? À, ngoài cảo tha thì còn có cái lấu ạ. Dùng cái lấu ngon hết cho ăn loại lấu mà chẳng có những cái hạt thóc lép. Ít lòng nghĩ nếu mà có hạt thóc lép và nó hay tẳng hao ạ. Chẳng ngon hết cho ăn những cái nguyên liệu rất là ngon. Mà sàng, sứa sạch. Sàng sạch thì sàng đi xong nó cái có cái được thì ăn cái lấu ngon nên mới là cho bình hao mới ngon thơm ngon ăn. Nó chẳng có mùi tẳng. Cái lẩu này nó có ý nghĩa đấy nhá, lo cái bây giờ tỏng lên cho và khoai là tắc cần hao ạ. Nếu mà lo mỗi cái hạt cáo thì nó hay bị tắc cần, mới cho cá lẩu cá cáo và luôn mới hạ thì nó tắc cần ạ. À, có nghĩa là nếu mà lo nguyên cáo thì nó lên ra lên tha thì nó cần nó sẽ tắc ỏng thế xong chẳng ỏng ăn lại chẳng hút ăn à. Với cần hao ạ. Vâng, thế ngoài tha thì mình còn dùng cái gì nữa? Được cái men ạ, những cái men thì là hao cần ạ. Hay có men có ba loại là có cáo này, có men và có lấu ạ. Thế cái men là mình là cái men mình tự la lê răng men mới mua chưa? Men mình tự la lê ạ. Men hay có những cái lá rừng. Tí là tao là những lá men thì lòng cái men gồm có lá nhót rừng, lá loạt hồng đó, gọi là loạt hồng nhưng lá quế và cái lá có ngoạch ạ và cái tam mun ạ, lên linh hồng ạ. Thì mình là cái gì đấy mình nghiền bột chạt lôn với cái bột đếp thì ăn là những cái quá men này đó, lá men này. Thịt lót lá men thì phải gọt lẩu mới tớ lẩu đó chị. À chọt lẩu ở ngoài này khoai nó tí dính cái lá men này. Rắc ở bên ngoài khoai nó tí dính hạt lá với gần nhau nó dính lại với nhau. Còn nó bèn khá. Nó bèn hả, dính hả. Thế thì khi mà mình chuẩn bị hết ăn cái thử đấy nhỉ thì mình quy trình mình la thôi nhá. Quy trình là hao thì thứ nhất mình khai ngâm lên cái hạt bên cái lên cáo cho ăn cáo rồi thì mình ngâm khi ngâm cáo phải ngâm ít nhất hay có củ nên khấu thiếng thì tao cho hạt cáo nó xéo ạ. À ngâm mình ngâm cáo thì dạ, ngâm cáo xong thướt lấu, cái lấu thì khai thướt sạch và tiêu khô. Sau đó mình ăn đâm lên khấu thiếng thùng hồ rồi xong lôn cáo với lấu lại trong tù. Khi mình lần nữa nhỉ thế là mình tỷ lệ thôi nhau cho nó vừa từ mà la tha rinh cháu. À tỷ lệ là một ba, có thể là một lẩu và ba cáo. Một lẩu ba cáo nó mình rào nó mình vừa nó ngon. Dạ thơm ngon, nếu càng từ cáo là càng ngon, nếu cho từ nưa thì càng ngon ạ. Nó sao thế tao phải từ cái đá.
Vâng. Cái lần sau này mình la quy trình mình la tiếp tục la cái gì nữa? Khi mình lần cào mình lẩu đấy thì mình tiếp tục mình la chi? À, cái lôn cào với lẩu lôn la với hà xong đáo lên cho tù, cho lên cái hôn ạ, cho lên hôn tù. Tù chín xong tố tha nong tha nia. Đi cho nó khô. À, cho nó nguội, cho nguội bắt đầu tù hết xong này xong ra men tha, tầm men mật lôn. Lôn men tiểu lên. Tí lên men cái là một cần cáo này có thế là hai lái men. À. Một cần cáo. Dù một yến nữa mới hai mươi lái men. Rồi, một yến là hai mươi lái men này. Mình tầm tiêu tha, tầm men vun tha. Tầm men vun tha. Sang này mình khoai. Khoai lên lên đáo ạ, đáo cho nó tiểu. Tiểu men. Cái lẩu và cái lẩu cáo lôn lại tù. À vâng. Thế giờ là khâu để mình bày ú ạ. Ủa có chinh ủ cơ nó ngay đây hôm mình có thể là mình la tỉnh cũng toàn tiếp theo. À, cái thời gian ú là tối mùa hè sẽ ú trong một ngày thôi. Tức là một têm, một ngày một têm là nó sẽ nóng lên, hơ xung quanh là thấy ấm nóng lên, bắt đầu mình dơ tha cho nó nguội, bắt đầu cho vào bình. Còn đối với mùa hè mùa đông, ít hay có hai têm hàng ngày với thời tiết mùa đông nó lạnh hơn. Hoặc là mình hết cho thêm ấm lên. Ừ. Tới một cỏ rào tỏng cho dùng cho ngày Tết thì là mình phải chuẩn bị bữa cả nó không có là... Có một bình hao tỏ ngon. Ta bắt đầu từ tầm kháng bấy tháng thảm bắt đầu là rồi. Chứ thế có đâm khẩu kháng ạ. Mình hao ngon. Càng tí lô là càng ngon hao. Cái hao cần thì nó chẳng có thời gian, chẳng cần thời gian dụng vài ba năm vẫn tí án. Nhưng mà đối với bình hao nó tí lô thì nó bị ngót xuống. Ngó thuống là phải cho lần sau mình hết cho thêm lên là tẩy hao cái bình lên. À, mới phải tê bao. Rồi tê bao hết tê tẩy lên. Mà càng tí lồ càng non ngon, cái nát hao nó càng to, ngọt. Nhất tôi thấy là khi mà mình la cái rào bắp bình thì ở bên lên là bên lên cực nên mình hay lót là ối đang làm biết chứ đấy. À, cái việc lót thì nhìn là có ý nghĩa chi cho cái bình rào cả. À, khi cho hao vào bình rồi ấn chặt, cho vào bình chứ ấn chặt, chặt thì nó khi nó ngót xuống ấy nó là vừa xong là cho lên miếng bình hay cho lá ối hoặc là cho lá chuối thì lá ối thì chẳng phải hơ lứa cho vào bình thường như thế để tạo mùi thơm cho cái bình hao và thứ hai là mà cho nó khói cái ba cho nó bá quán cái bình hao của mình hoặc là mình cho lá chuối thì phải hơ bếp cuối thì nó tạo mùi thơm cho cái bình hao khi bớ cái bình hao ra rất thơm ngon. Dư cái bó quán thì bình hao chẳng bị hớ à, rất là thơm. Đứa cỏ ráo đỏng thơm ngon, phải lái qua đứa công đoán. Tán công đoán này, chỉ cỏ tán ủn máng, khăn ăn, khăn lá, cẩn thận mười lá ản. Với cái hước toán cào, ngâm cào, thừa cha nả quang, khẩu này đố đáo, u men, thầy công đất vất thời gian, đối hồi miếng y phải kiển nhân. Lá ráo đỏng cũng lỡ thánh mỗi cùng đoán khỏ với ông đưa lòng mướng. Chính vì thìa mà tán ủn máng, mặc nhiên lỡ thánh tán mổ, cấm dư cái công thức đưa lá ráo đỏng lòng ô nhá. Ráo đỏng hơm ngon chất lưỡng, y phải đồ đưa lân trác, thìa má nả chư ản vi ngói, hơm, hương ráo đỏng hơm ngói, thẩm bao đa thịt, lá cho mỗi miếng mắt to hơn cái nét văn hóa đặc trắc của mỗi mướng. Cũng cảm phục hơn, tán như cái đôi thầy khán khéo, cũng với cái kinh nghiệm của tán ủn máng ở ni. Thưa các bộ các mẹ cái nhuận mang, lo tăng công đoàn là trên rào tỏng, thì có một công đoàn ác thiệu ản, nên là khuê rào. Tớ tử là tớ mình la trên những khuê rào nên mình là của cơ chi, và mình tròn ở đây nhau tưởng. Đấy khuê hao, thì cái điều là tròn bằng cái cơ măng chút, tròn những cái cần là thon tiều, cần thối, thì sau đó mình đi vào nhà thì nó dùng cái non khách thép là vừa với cái lô của cái khuy hao mình khoan tí là xuyên suốt những cái tốt của cái cần trúc này cần măng này tí cho nó đá nó không nó dễ sau đó là à ở chỗ cái nuôi cần nữa thì thấy khoan một vài cái lô gì này nó vừa tú cho
cái đu đác này nó hút nó loạt lên, nhưng mà nó không nó bao trong cái lỗ vào trong thì nó tắc gần. Nên là cái công đoan thì cũng rất là cần rất là kỹ càng. Rồi sau đó thì mới cho vào cái lò húi, tí là tú đô ấm nóng và uốn cần làm sao cho nó thật đẹp. Đấy là công thức là khuấy hao. Tức thì là mình phải chọn cái cơ to cơ nó và chiều dài nữa cơ nó cho nó hợp lý. Đúng rồi, cái cần thì nó tùy theo cái đô dài yêu thích của cái mình làm thôi. Thường thường là người ta cho mấy con bánh tía, thế là đeo mà uốn lưới. Sau đó là ví dụ như cái phảng hao to rau thì phải cần với cái khuê hao nó dài và nó có cái đồ cầm đẹp nhất định thì người ỏng nó cảm thấy thoải mái. Ví dụ như cái phảng hao nó nói rằng gì thì cái đồ cần bằng gì là vừa, tí là cho cái khách người ta biết cần nó uống nên tiện lợi và thoải mái. Thế thử là bình thường là một bên rào tỏng thì mình cảm cơ nó khuấy rào à? À cũng tùy theo cái lương khết thì mình cắm cái bình hao từ cần hay ói cần. Nhưng ban ngày thì cái việc đám cưới thì ho hàng nhà trai nhà gái thì giao lưu bằng cái tình cảm văn hóa bằng khoảng hao đóng cho nên là rất đông, để có thể cảm tính mở đám hao mưa cần. Thì cái những cái việc khác nó ít khế chừng thì ta có thể là cắm đâm bấy cần chục cần thì nó vừa khối lượng mo lỏng thoải mái. Văn hóa tráo đẳng lưu thánh mười phấn chẳng thể thiểu lòng tán dịp lê bao ngày thết hối bui của món mướng vị trắng riêng cũng cùng đốn món mướng ở Hòa Bình trắng chung. Lá tráo đẳng cùng đất cấu ký mồi mướng ảng tráo đẳng cùng cấu ký trắng kèm. Tráo đẳng của mồi mướng thay kho mồi ảng cùng đúng hóa bao tán những cái luật bùi của tán tuấn tráo cùng hát tướng đăng bố mẻng. Mồi mình thường ảng hao và các cái dịp du cháu thết tức là cái ca bùi thì tổ chức ảng hao mồi hoặc là tóng hao. Tóng hao tức là la đá la sạch bao phảng rồi là cắm khuê, tức là cái cần trúc đó bao phảng hao tổ chức ổng cho nó vui. Cái ổng hao để nó thể hiện chẳng phải là ổng thế mà cho nó đo khay mà là thể hiện những cái nét văn hóa của người Mường, tinh thần đoàn kết với trước tới nay. Kể đặc biệt lòng tán cuộc bùi ổng đáo đỏng một miếng cơ thả mũi múa điều khiển đơ lá nhá chạm chủ chạm. Một ní con trực tiếp đằng đác bao lòng vó tráo đằng cho một miếng ẩn. Cuộc bùi có trình độ hay chăng, mỗi phấn nhớ bao vai trò của nhà chạm, chủ chạm. Đầu tiên, bố cũng thăm khuê, có nghĩa là ẩn thư đứng ngỏ cái chất lượng của tráo như thịa nó. Một miếng đều ngối đen quen, bền vó tráo đằng, theo thử tứ bớt lên, thuồng rười, theo quan hệ tuổi tác, ủn en. Ngày xuân có kênh rau cân xin mời mọi người hàng đứa gần bên nhau đã giờ các ngụm mê ơi rau ni rau tình rau ni các ông các mẹ chúng mình vui xuân giờ các ông mẹ ơi tôi tin xin giác mô các bố các mẹ ở lên mỏ vài thấp hơn ở đỉnh khi uống thăm quê quốc đảo cũng lại tiếp tục